Chào các bạn, hôm nay tôi muốn chia sẻ với các bạn về một đề tài của khuyến khích hay ưu đãi. Một ví dụ về khuyến khích là gì? Định nghĩa về khuyến khích là một cái gì đó khiến ai đó muốn làm một cái gì đó hoặc làm việc chăm chỉ hơn. Một ví dụ về khuyến khích là thêm tiền được cung cấp cho những nhân viên làm, thêm giờ cho một dự án. Tại sao ưu đãi quan trọng? Các kế hoạch ưu đãi thưởng cho nhân viên đạt được các mục tiêu được thiết lập trước lại mang lại sự khích lệ và cung cấp cho nhân viên một cái gì đó để nhắm tới. Ưu điểm để sử dụng lao động được tăng lên mức năng suất và người lao động có xu hướng được hạnh phúc hơn khi họ được thưởng cho đi ở trên và vượt ra ngoài nhiệm vụ công việc hàng ngày của họ. Mục đích khuyến khích là gì? Một ưu đãi chương trình là một chương trình chính thức dùng để quảng bá hoặc khuyến khích hành động hoặc hành vi cụ thể bởi một nhóm người cụ thể trong một định nghĩa khoảng thời gian. Khuyến khích các chương trình đặc biệt được sử dụng trong quản lý kinh doanh cho người lao động thúc đẩy và doanh số bán hàng để thu hút và giữ chân khách hàng. Những lợi ích của ưu đãi là gì? 5 lợi ích quan trọng của kế hoạch bồi thường khuyến khích. Thứ nhất, doanh số cao hơn, cải thiện số lượng bán hàng có lẽ là lý do phổ biến nhất của nhà điều hành tìm kiếm và các kế hoạch quản lý bồi thường khuyến khích. Thứ hai, làm việc theo nhóm. Thứ ba, gia tăng sự tham gia. Thứ bốn, doanh thu giảm. Thứ năm, tinh thần được cải thiện. Tại sao khuyến khích trả tiền quan trọng? Các kế hoạch ưu đãi thưởng cho nhân viên đạt được mục tiêu được thiết lập trước các mang lại sự khích lệ và cung cấp cho nhân viên một cái gì đó để nhắm tới. Ưu điểm để sử dụng lao động được tăng lên mức năng suất và người lao động có xu hướng được hạnh phúc hơn khi họ được thưởng cho đi ở trên và vượt ra ngoài nhiệm vụ công việc hàng ngày của họ. Các loại khác nhau của trả tiền khuyến khích là gì? 5 loại kế hoạch khuyến khích phổ biến là tiền thưởng bằng tiền mặt, chia sẻ lợi nhuận, cổ phiếu chứng khoán, tiền thưởng duy trì, đào tạo công việc tài chính. Thứ nhất, lợi nhuận hoặc kế hoạch khuyến khích sẽ lợi nhuận. Thứ hai, tiền thưởng cũ tốt. Thứ ba, chúng ta trả tiền nếu bạn ở lại. Thứ bốn, ưu đãi dài hạn dựa trên chứng khoán. Thứ năm, đào tạo và phát triển nghề nghiệp. Ưu đãi tốt hay xấu? Ngoài việc khuyến khích hành vi xấu, các ưu đãi chính mang lại phí tạo ra sự bất bình đẳng trong thanh toán, có thể thúc đẩy doanh thu và gây tổn hại đến hiệu suất. Khi phần thưởng tài chính dựa trên hiệu suất, người quản lý và nhân viên làm cùng một công việc sẽ nhận được mức bồi thường khác nhau. Tại sao các công ty đưa ra ưu đãi? Các chương trình khuyến khích nhân viên cung cấp tất cả những điều này và rất có lợi cho tinh thần của công ty. Tăng tinh thần công ty giúp giảm sự vắng mặt và tổng chi phí của công ty. Lòng trung thành của công ty không phải là thứ bạn có thể mua. Các chương trình khuyến khích nhân viên cho nhân viên thấy công ty coi trọng đầu vào các công việc của họ. Làm thế nào để khuyến khích làm việc? Một khuyến khích nhân viên là bất cứ điều gì được thiết kế để thưởng cho hiệu suất cao nhất tại nơi làm việc. Toàn bộ ý tưởng là mang lại cho nhân viên cảm giác sở hữu về hiệu suất của họ. Nếu công việc khó khăn của họ là kiếm được nhiều tiền hơn cho một công ty, họ có quyền chia sẻ lợi nhuận và nhận được sự công nhận cho công ty. Ưu đãi có thực sự hiệu quả không? Đối với ưu đãi để làm việc, họ cần phải rõ ràng và gắn trực tiếp vào một hành động đo lường hoặc thành tích. Nhưng việc đưa ra các ưu đãi với lợi ích lâu dài có thể tạo ra kết quả thậm chí tốt hơn cho cả nhân viên và công ty. Chẳng hạn, khuyến khích giáo dục và đào tạo là một cách tuyệt vời để thưởng cho các thành viên trong nhóm. Điều gì làm cho một kế hoạch khuyến khích có hiệu quả? Các công ty có kế hoạch khuyến khích hiệu quả nhất liên quan đến nhân viên trong việc thiết lập mục tiêu của nhóm, từ đó xây dựng cả sự hiểu biết và mua vào. Họ tập trung vào các mục tiêu liên quan trực tiếp đến hiệu quả tài chính của doanh nghiệp. Các công ty thường thực hiện xuất xuất khi thông thường xuyên hơn mỗi quý. Khuyến khích cá nhân là gì? Ưu đãi cá nhân đề cập đến các ưu đãi dành cho nhân viên cá nhân để đóng góp thêm vào các mục tiêu của tổ chức.
Theo đó, các ưu đãi được tính toán trên cơ sở hiệu suất cá nhân có thể đo lường được bằng thuật ngữ định lượng. Nhớ subscribe để xem video kế tiếp. Cảm ơn.